Xin chào quý bà con, quay trở lại chương trình giới thiệu sản phẩm của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý bà con máy ép cắm viên trục liền Takio, TK180 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà trọi cho người mới chơi. Nuôi gà trọi là một công việc không hề dễ dàng bởi người nuôi phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc. Đối với những người mới chơi thì lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định này chuẩn bị nuôi cây chiến thì cũng không cần quá lo lắng. Bài viết này, Thế giới máy sẽ chia sẻ những kinh nghiệm nuôi gà chọi hay cho người mới chơi, chế độ dinh dưỡng cần thiết cho gà chọi. Muốn gà luôn khỏe mạnh, nhanh lớn thì chế độ dinh dưỡng rất quan trọng. Kinh nghiệm nuôi gà chọi thì cần phải nhớ rằng thức ăn chính của nó là các loại hạt, ngũ cốt. Lúa ngô bên cạnh đó, cũng cần bổ sung thêm một số loại thức ăn giàu dinh dưỡng từ côn trùng, dung đất, dế, thằng lằn, chế độ dinh dưỡng cần thiết cho gà chọi. Gà chọi khi ăn nên chia làm hai bữa là 9 giờ sáng và 5 giờ chiều, mỗi lần cho gà ăn đến mức độ nhất định, khoảng 3 phần 4 diều là vừa đủ. Đến mỗi một giai đoạn cụ thể, gà sẽ có chế độ ăn khác nhau. Nếu là gà con thì khi tách mẹ, ngoài bữa ăn chính thì nên thả chúng tự do để tự tìm thức ăn. Đối với gà trưởng thành thì cần cho ăn thêm chuối, cà chua, cho ăn thêm thịt bò, lương bữa chính của gà sẽ là thóc, ngô. Buổi chiều ăn thêm rau xanh, Đến bữa tối có thể cho ăn thêm thóc và cho uống nước. Kinh nghiệm nuôi gà chọi nữa là còn cần phải cho gà uống thêm thuốc bổ nhóm bi hàng tuần, cho gà uống 2 đến 3 viên thuốc bổ tuần và ăn thêm vài nhắn tỏi tươi để tránh gió, đồng thời tăng cường tiêu hóa cho nó. Cách chăm sóc gà chọi, gà chọi khi đã đủ lông và bắt đầu cứng cấp hơn thì người nuôi cần phải đặc biệt chú ý đến việc chăm chút vẻ bề ngoài cho chúng. Kinh nghiệm nuôi gà chọi mà người mới chơi thường chưa rõ đó là tỉa lông phần cổ Lông nách và lông ở hậu môn, giai đoạn này nên bắt tay vào công việc tỉ lông cho gà, sau khi đã hoàn thành xong công việc trên, cần lấy thêm nghệ, muối và phèn chua cùng ngải cứu để tẩm hỗn hợp này lên thân gà. Bước đầu hoàn thành tạo dáng cho gà chọi, khi gà chọi của bạn đã ở vào giai đoạn trưởng thành thì có thể tham gia chiến được, nhưng hãy nhớ rằng thời điểm thích hợp nhất để thi đấu là từ tháng 1 âm đến tháng 4 âm lịch. Trong quá trình chăm sóc, phải thường xuyên vệ sinh bằng việc tắm cho gà khi lông gà đã khô ráo thì mới bóp nghệ vào da cho chúng việc làm này giúp thịt gà chọi săn chắc hơn tăng khả năng chống đỡ đòn của địch khi thi đấu huấn luyện gà chọi như thế nào nuôi gà chọi là để thi đấu kinh nghiệm nuôi gà chọi muốn gà của bạn chiến tốt thì cũng cần phải có các bài huấn luyện bài bản kinh nghiệm huấn luyện của người nuôi ra sao thì sao sẽ chiến đấu như vậy lúc chăm nuôi không nên nhốt gà quá lâu nên tạo ra không gian để chúng có thể hoạt động linh hoạt giúp cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh hơn Đồng thời cũng cần phải dạy chúng cách ra đòn tấn công cũng như phòng thủ, có như vậy, khi thi đấu mới không bị đối thủ dễ dàng hạ gục. Cách đào tạo bước đầu sẽ gặp khó khăn nhưng dần sau một thời gian chúng sẽ quen hơn. Bài viết là những kinh nghiệm nuôi gà chọi hay được chia sẻ từ những người đã có nhiều năm nuôi gà chọi chiến đấu, chúc bạn áp dụng thành công. Nếu còn thắc mắc hoặc muốn được tư vấn thêm, hãy để lại câu hỏi chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con